Thì ngày hôm nay em xin gửi đến bà con cô bác cũng như là quý anh chị hình ảnh của ba con bò cái. Ba con bò cái này là ba con bò cái lứa nha anh chị. Khoảng tầm 7 tháng mấy bò. Lứa này thì nói chung là nhẹ tiền. Anh chị thấy không? Bò này nhẹ tiền. Ngoại hình thì nói chung là cũng khá đẹp. Anh chị thấy không? Chân móng nè. Chân móng nè. Ngoại hình sái tích. Lưng vai lực cấp mình thì đầy đạm, sái tích nghiêm chỉnh. Rúng yếm thì thôi khỏi chê rồi. Anh chị có thể thấy trực tiếp qua cái video của em. Dậu yếm nè, rúng nè, chân móng nè. Đây là những con bò phải gọi là rất là ok. Anh chị có thể mua về để mà làm con bò cái nền ha. Mấy con bò ngé, mấy con bò bê này thì nói chung là nó cũng cái giá nó cũng ok thôi anh chị. Giá không phải là cao ha. Tầm hai con này một cặp này giá 27 triệu nè anh chị. Cặp này thì nó tầm khoảng từ 7 tháng rưỡi bò, 8 tháng bò. Đó, 7 tháng rưỡi, 8 tháng bò. Chiều cao tại phía sau khu này sẽ rơi vào khung tầm từ 1m15 cho tới 1m2. Không tới 1m2. Cặp này thì con này khoảng tầm 1m17, 18, còn nó khoảng tầm 1m13, 14 tại phía sau khu ha. Và hai con này thì chốt giá cho anh chị, cặp này giá 27 triệu. Đúng nghiếm à. Lệch phạch. Sái tích nhìn chảnh nha. Có con đầu chuỗi này có mình ok quá. Con này thì đang chốt giá cho anh chị giá 14 triệu 5. Màu lông da cực kỳ đẹp luôn ha. Con này chiều cao tại phía sau khu khoảng 1m2 bò. Con này tầm 8 tháng rưỡi bò nha anh chị. Bò cái nè, bò cái giống nè. Anh chị nào có nhu cầu mua thì liên hệ ủng hộ em. Chân móng đi đứng hoàn thiện, không áp xe, không trật lỗi gì hết. Rúng nè. Cấp mình, lưng vai rất là ok. Và con cô bác quý anh chị gần xa hay có nhu cầu mua thì có thể liên hệ ủng hộ giùm em. Em đang có mặt tại Party của tỉnh Bến Tre. Anh chị nào mà có nhu cầu muốn đến lựa bò giống thì liên hệ giùm em nha. Chiều cao tại phía sau khu của mấy con bò này thì em cũng cập nhật sơ sơ rồi. Hồi nãy em sẽ quay phim cận cảnh về kích thước chiều cao của những bò này để anh chị xem và đưa ra quyết định coi mình có nên mua hay không. Nếu mình cảm thấy thích, mình muốn mua thì mình có thể liên hệ vào số điện thoại 0383 777 696. Và anh chị có thể mua với hai hình thức. Thứ nhất là mua tiền mặt và thứ hai là anh chị có thể mua trả góp. Đối với những anh chị nào mà chúng ta đang khó khăn về điều kiện kinh tế thì chúng ta có thể mua trả góp. Mua trả góp thì cái lãi suất thì anh chị khỏi phải sợ. Trả góp cái lãi suất này thì nó sẽ nằm trong cái phần mà quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Là lãi suất không vượt quá mức Ngân hàng Nhà nước cho phép ha anh chị ha. Ở đây thì nói về cái ngoại hình của những con bò này thì nó phù hợp với cái giá cả. Con này 14 triệu 500. Và hai con này thì giá 27 triệu chốt giá. Và cái hạn mức vay của anh chị thì có thể vay trong vòng 12 tháng, 24 tháng hoặc là 36 tháng. Và bà con cô bác anh chị là mua tiền mặt cũng được mà mua trả góp cũng được ha. Và những cái đối tượng mà có thể mua trả góp thì bao gồm từ 20 tuổi cho tới 60 tuổi. Và chưa có dính nợ xấu của những ngân hàng ha. Thì anh chị sẽ được duyệt vay hết. Và thông tin vay như thế nào thì anh chị thứ nhất là anh chị chụp căn cước công dân gửi qua Zalo số điện thoại của em 0383 777 696 kèm theo số điện thoại. Và em sẽ chuyển hướng cho bên ngân hàng sẽ chủ động liên hệ lại với anh chị và tư vấn kỹ càng về cái hạn mức vay cũng như là lãi suất mà anh chị chuẩn bị vay. Nếu như mà anh chị đồng ý thì anh chị có thể ký hợp đồng mua bán trả góp với em ha. Ở đây thì em đang bán bò cho anh chị với hình thức là tiền mặt và trả góp luôn. Và địa chỉ như thế nào thì sắp sửa anh chị sẽ được cập nhật đây. Là cái địa chỉ của em thì em ở huyện Ba Tri, xã An Nghĩa Trung của huyện Ba Tri anh chị nha. Đó. Và giá cả của những con bò này thì em đã cập nhật kèm theo những cái thông tin và những cái hình thức mua. Còn giá đây là em cập nhật là giá tại chỗ nha anh chị, không bao gồm phí vận chuyển nha. Nói chung là em đến em quay phim bò này dùm cho khách hàng thì không phải là bò của em không phải mua về bán lại nên em không có bao xe cho anh chị. Anh chị nghe rõ và kỹ giùm em.
và chiều cao của nó. Bây giờ em sẽ cập nhật để cho bà con cô bác anh chị chúng ta xem. Con này thì cầm này chốt giá cho anh chị giá 27 triệu nè. Con này thì em vừa mới đo là nó 1m02, con này 1m11, 12 anh chị. Tại phía sau khu. Và con này chốt giá 15 triệu, con này có giá có chiều cao tại phía sau khu là 1m2. Rồi bà con cô bác anh chị nào có nhu cầu mua thì liên hệ ủng hộ giùm em. Bây giờ em xin kết thúc video đây, hẹn gặp lại quý cô chú anh chị và các bạn ở video kế tiếp. Xin thân ái kính chào.